Vâng ạ, thưa quý vị, tôi chỉ vừa mới chạy có một lúc thôi ạ mà đã cảm giác thấm mệt và cũng hơi đau đầu gối nữa. Vậy thì làm thế nào để chúng ta có thể chạy dài và chạy an toàn? Vâng ạ, ngay bây giờ thì chương trình Thưởng thức cuộc sống như đã hẹn sẽ trở lại với chủ đề chạy bộ. Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu kỹ thuật chạy như thế nào để có một vóc dáng đẹp, một sức khỏe tốt. Xin được giới thiệu chuyên gia cùng chương trình Thưởng thức cuộc sống hôm nay là thạc sĩ Lê Thị Như Quỳnh đến từ khoa giáo dục thể chất của trường Đại học Vinh. Chào biên tập viên Hồng Nhung và quý vị khán giả. Về chạy bộ thì chúng ta sẽ có những cái kỹ thuật cơ bản nào ạ? Về chạy bộ thì đầu tiên chúng ta hãy phải chú ý đến những cái bước như là khởi động, dáng chạy, kỹ thuật chạy như thế nào cho phù hợp mà tránh chấn thương. Và cuối cùng là sau khi những cái bài tập chạy thì chúng ta cần phải giãn cơ như thế nào để giúp cơ thể hồi phục nhanh. Trước khi vào bất cứ cái môn thể thao nào thì chúng ta cũng cần phải khởi động và đặc biệt là môn chạy bộ. Thế thì bây giờ biên tập viên Hồng Nhung và Như Quỳnh sẽ khởi động. Mỗi động tác chúng ta sẽ thực hiện 2 lần nhân 8 nhịp để làm nóng cả cái khớp. Đan chéo hai tay vào nhau, xoay khớp cổ chân kết hợp cổ tay. Đổi chân. Chúng ta sẽ xoay khớp vai từ trước ra sau, chậm đến nhanh dần đều nào. Rồi ngược lại. Chúng ta chuyển xoay khớp khuỷu tay nào. Rồi, từ trong ra ngoài. Rồi, ngược lại. Chuyển xoay khớp gối nào. Chúng ta sẽ đi sang phần khởi động chuyên môn. Đầu tiên là kỹ thuật chạy bước nhỏ. Chúng ta chú ý là nâng gót chân lên, miết và đặt nhẹ mũi chân xuống và sau đấy đổi chân. Bắt đầu. Thả lỏng cổ chân để chúng ta miết nhẹ. Rồi. Bây giờ chúng ta sẽ đến với kỹ thuật thứ hai là kỹ thuật chạy nâng cao đuôi. Chúng ta nâng đuôi song song với mặt đất. Đấy. Và trong quá trình chạy chúng ta vẫn tiếp xúc bằng nửa bàn chân trước. Nào bắt đầu. Kỹ thuật thứ ba đấy là kỹ thuật đá lăng trước. Thì lúc chúng ta thực hiện đá lăng trước chúng ta cũng nhớ là tiếp bằng mũi bàn chân. Bắt đầu. Và kỹ thuật cuối cùng là kỹ thuật chạy lăng sau. Thì khi mà lăng sau thì chúng ta chú ý là lăng gần như là gót chạm mông. Bây giờ chúng ta sẽ chú ý đến phần dáng chạy. Đầu tiên là đầu chúng ta sẽ nhìn thẳng cách bản thân mình tầm 3 đến 6 mét. Không ngẩng lên cao quá. Đấy, và cằm cũng không cụ chùi xuống đất nhé, không nhìn đất, chúng ta nhìn thẳng đi bao quát. Phần từ thắt lưng đến đầu là chúng ta sẽ tạo thành một đường thẳng và hơi đổ về phía trước khoảng 15 độ, hỗ trợ cái bước chạy của mình rất là khỏe. Đấy. Và bảo vệ xương khớp nữa. Chúng ta sẽ chú ý đến phần kỹ thuật đánh tay nhé. Chúng ta sẽ gấp tay ở một góc 90 độ. Chúng ta sẽ đánh tay theo trục dọc. Có những cái cử động đánh tay mà làm cản lại cái lực luôn. Đấy, thế thì trong những người mới tập thì chúng ta nên chỉnh lại cái dáng chạy để có hiệu quả nhất. Một cái kỹ thuật quan trọng nữa đấy chính là cái việc mà tiếp đất. Thế thì có nhiều cái cách tiếp đất bằng gót chân hay là mũi bàn chân. Cái việc mà tiếp đất hay còn tùy thuộc vào cái tốc độ của từng cái bài tập. Những cái vận động viên mà chuyên nghiệp và họ chạy ở cái cự ly ngắn yêu cầu là thành tích cao ấy, tốc độ cường độ cao. Thế thì họ chủ yếu là chạy bằng mũi chân và cái sải chân của họ rất là dài. Tuy nhiên trong chạy bộ giới phóng trào và chạy cái cự ly dài thì chúng ta sẽ lựa chọn một cái cách tiếp đất an toàn hơn để tránh chấn thương. Thế là chúng ta sẽ tiếp bằng nửa bàn chân trước. Lựa chọn tốc độ phù hợp cho bản thân mình cũng như là những người mới chạy bộ. Thế thì làm sao để biết được là cái tốc độ đấy có phù hợp hay không? Nói chuyện thoải mái với nhau hoặc là có thể là hát một bài hát gì đấy thì đấy là tốc độ vừa phải về chị em mình. Bắt đầu có những cái dấu hiệu là tức ngực khó thở thì tốc độ đấy là không phù hợp với bản thân chúng ta. Chúng ta sẽ chủ động giảm tốc độ lại hoặc là mệt thì chúng ta có thể là chủ động đi bộ nhanh. Sau đấy khi mà nhịp thở của chúng ta ok rồi thì chúng ta mới quay lại cái bài chạy của mình. Khi mà
chúng ta hoàn thành cái bài tập chạy của mình thì một cái điều mà chúng ta sẽ không thể bỏ qua để giúp cho cơ thể có thể là hồi phục nhanh hơn, đấy chính là kéo giãn cơ, thực hiện cả cái động tác tĩnh 15 giây. Nào bây giờ chúng ta sẽ cầm vào cổ chân này, thân người là đứng thẳng và kéo về phía mông áp sát. Nào đan hai tay vào nhau và kéo giãn lên, kiễng gót kéo căng, đan chéo bước chân phải qua và kéo căng cái phần lưng của mình, bước chân trái sang ngang, đưa hai tay về trước, chúng ta thực hiện ép ngang. Hôm nào mà bỏ qua những cái bài tập giãn cơ này thì chúng ta sẽ thấy mệt mỏi khá là lâu hơn. Các bạn hãy lựa chọn cho mình tốc độ, nhịp thở hay là những cái kỹ thuật phù hợp với bản thân các bạn để có một cái buổi chạy hiệu quả nhất. Vâng thưa quý vị, một lần nữa chúng ta cảm ơn thạc sĩ giáo dục thể chất Lê Thị Như Quỳnh đã đưa đến cho chương trình những cái tư vấn rất là hữu ích để hướng dẫn cho chúng ta rất là chi tiết về kỹ thuật chạy bộ để chúng ta tham gia một cách an toàn và hiệu quả. Chúc các bạn thành công. Xin chào và hẹn gặp lại.